Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi bản tin Người Việt Bốn Phương trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin sẽ gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Tròn 20 năm hãng hàng không quốc gia Việt Nam đưa vào hoạt động đường bay thẳng không dừng đến Pháp, kết nối Việt Nam gần hơn với nước Pháp và cả châu Âu. Không chỉ dừng lại ở truyền thông, ẩm thực Việt Nam đang hiện diện một cách nguyên bản nhất tại nhiều nước trên thế giới. Hãy cùng tìm hiểu về xu hướng mới trên trong câu chuyện cộng đồng tuần này. Mùa hè cũng là mùa hoa sen nở, là dịp để người dân Hà Nội đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp và lưu lại những khoảnh khắc với loài hoa thanh cao tinh khiết này. Thưa quý vị, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 6 vừa qua, được Liên Hợp Quốc coi là tuần lễ chống khủng bố năm 2023. Trong tuần lễ này đã diễn ra nhiều cuộc hội thảo và trao đổi nhằm tăng cường hơn nữa nhận thức về chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan. Tuần lễ có sự tham dự của nhiều đại diện các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Phát biểu khai mạc tuần lễ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng chủ nghĩa khủng bố tác động tới mọi khu vực trên thế giới và mọi hệ thống, từ chính trị, kinh tế tới an ninh. Chủ nghĩa khủng bố làm cho những mặt tiêu cực như nghèo đói, bất bình đẳng hay tệ nạn xã hội ngày càng tệ. Do đó, ông kêu gọi các nước cần có những chính sách mạnh mẽ hơn, chia sẻ thông tin nhiều hơn, hợp tác tốt hơn để chống lại chủ nghĩa khủng bố. Tham dự một trong các phiên họp thuộc tuần lễ, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa cho rằng Việt Nam kiên quyết lên án và chống lại hành động khủng bố dưới mọi hình thức và ủng hộ các biện pháp chống khủng bố của các nước, các tổ chức quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Ông khẳng định hoạt động của nhóm đối tượng tấn công trụ sở chính quyền và người dân tại tỉnh Đắk Lắk ở Việt Nam vào ngày 11 tháng 6 vừa qua là hoạt động khủng bố có tổ chức. Tối ngày 21 tháng 6, hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã kỷ niệm tròn 20 năm đường bay trực tiếp không dừng giữa Việt Nam và Pháp. Buổi lễ diễn ra trong thời điểm Việt Nam và Pháp kỷ niệm tròn 50 năm quan hệ ngoại giao chính thức. Phóng sự của nhóm phóng viên truyền hình Việt Nam từ Paris. Sân bay quốc tế Charles de Gaulle Paris, 7 giờ sáng tất cả các ngày trong tuần đón một chuyến bay trực tiếp không dừng khởi hành từ Hà Nội đêm hôm trước. Giữa rất nhiều lựa chọn, thì đa số hành khách vẫn chọn hàng không quốc gia Việt Nam để bay tới châu Âu hoặc từ châu Âu về Việt Nam. Vietnam Airlines đang khai thác mỗi tuần 7 chuyến bay Hà Nội Paris và 3 đến 4 chuyến nối thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô nước Pháp. Paris cũng là một cái trung tâm trung chuyển của châu Âu và do vậy thì cái việc mà có một cái đường bay thẳng nối giữa Việt Nam và Pháp qua sân bay tại Paris thì không chỉ là cho cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp mà dường như là Việt Nam với cả châu Âu nữa. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam bắt đầu bay sang Pháp từ năm 1993. Lúc đầu còn phải dừng giữa chặng tiếp nhiên liệu tại Dubai. Tới năm 2003, những máy bay lớn nhất, hiện đại nhất được sử dụng cho đường bay thẳng không dừng và liên tục như thế, tới nay đã là 20 năm. Khách du lịch Pháp chọn hãng hàng không theo tiêu chí tiện nghi nhưng cũng quan tâm tới yếu tố du lịch bền vững, có trách nhiệm. Vietnam Airlines bay thẳng không dừng, vừa làm cho thời gian bay ngắn hơn, vừa giảm mức xả thải. Đây là yếu tố quan trọng đối với các hãng du lịch lúc này. Đường bay nối Paris với hai thành phố lớn của Việt Nam có hiệu suất sử dụng ghế ở mức cao 84%. Cũng là yếu tố làm giảm lượng khí thải hàng không trên mỗi hành khách. Với tần suất bay hiện nay, tàu bay thân rộng Airbus A350 của Vietnam Airlines chuyên chở trên tuyến bay này mỗi năm 280.000 lượt hành khách và 14.000 tấn hàng hóa. Vietnam Airlines đang tính tới khả năng tăng tần suất đường bay tới Pháp lên từ 12 cho đến 14 chuyến mỗi tuần. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ sân bay Charles de Gaulle Paris. Sáng ngày 23 tháng 6 vừa qua, triển lãm ảnh các di sản thế giới của Việt Nam và Lào đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn, Lào. Đây là lần đầu tiên một triển lãm ảnh được giới thiệu được đầy đủ các di sản văn hóa thiên nhiên thế giới của Việt Nam và các di sản văn hóa thế giới của Lào được tổ chức tại Lào. Triển lãm giới thiệu 180 ảnh, trong đó có 160 ảnh chụp về 26 di sản của Việt Nam như phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Hoàng thành Thăng Long, Vịnh Hạ Long hay Nhã Nhạc Cung Đình Huế và 4 di sản của Lào. Các bức ảnh này do nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh của Việt Nam và Lào thực hiện, ghi lại chân thực, vẻ đẹp, giá trị, sức sống của di sản trong thời điểm hiện tại, mang đến cho công chúng được chiêm ngưỡng hình ảnh sống động, cuốn hút
của những phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, nền thơ, tuyệt tác của tạo hóa hay những công trình kiến trúc cổ kính, những tư liệu chứa đựng trong mình câu chuyện về lịch sử, văn hóa, tư tưởng, tri thức, tập quán, tín ngưỡng hay thẩm mỹ của hai dân tộc Việt Nam và Lào. Triển lãm mở cửa tự do từ nay đến hết tháng 7 tới. Thưa quý vị, ẩm thực Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế biết tới và yêu thích. Nhiều món ăn như phở, nem, bánh cuốn hay bún chả đã ghi danh trên các bảng xếp hạng món ngon của thế giới. Câu chuyện ẩm thực Việt được người nước ngoài yêu thích giờ đã không còn mới, cũng không khó để bắt gặp những mẩu tin, những bài báo hay dòng chia sẻ trên mạng xã hội nước ngoài ca ngợi về các món ăn của Việt Nam. Và giờ đây, xu hướng mang toàn bộ mô hình ẩm thực Việt ra nước ngoài đang ngày càng trở nên phổ biến. Hãy cùng tìm hiểu thêm về xu hướng này trong câu chuyện cộng đồng ngày hôm nay. Bàn ghế nhựa được đưa từ Việt Nam sang, ngồi ăn ngay tại vỉa hè, hay bún đậu được bày trên chiếc mẹt đan chè bên dưới lót là chuối. Những thực khách này cứ tưởng mình đang thưởng thức món bún đậu mắm tôm ở Việt Nam chứ không phải ở Mỹ, một đất nước cách Việt Nam nửa vòng trái đất. Cái việc mà mang bàn ghế nhựa từ Việt Nam sang New York là thật, ý tưởng là 100% từ chồng mình. Thì anh cảm thấy rất là yêu cái văn hóa ẩm thực đường phố của Việt Nam. Và anh gợi ý cái ý tưởng là mang bàn ghế nhựa và nhiều thứ khác, như là tất cả từ những cái rổ nhựa, từ những cái ống đũa nhựa mang từ Việt Nam sang bên này để tạo ra một cái không gian, một cái trải nghiệm thực thụ Việt Nam cho tất cả mọi người. Còn đây là góc trải nghiệm đậm chất Việt được trang trí trong quán Little Việt ở Tây Ban Nha. Đây là tâm huyết của chị Hà, chủ quán, với mong muốn giới thiệu những nét đặc trưng nhất của Việt Nam tới với thực khách ở nước ngoài. Trong quá trình xây dựng tiệm, chúng tôi luôn nghĩ là mình phải làm cái gì đó đậm chất Việt để các bạn quốc tế có thể hiểu rõ hơn, không chỉ vì đồ ăn Việt mà còn về văn hóa con người Việt Nam. Chính vì điều đó, chúng tôi đã có những ý tưởng là dùng những hình ảnh quen thuộc của Việt Nam để vẽ lên tường, một góc nhỏ để trưng bày hoa sen, cây tre, nón lá, tạo ra những nét đặc trưng nhất của Việt Nam. Với hơn 20 món đại diện cho ẩm thực Việt từ Bắc vào Nam, Little Việt đã thực sự thu hút thực khách. Để có thể mang đến hương vị các món ăn Việt chuẩn xác nhất cho các thực khách, chị Hà và vợ chồng chị Đào đã phải nhập nguyên liệu trực tiếp từ Việt Nam sang. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là việc chuyển nguyên liệu từ Việt Nam sang. Tất cả các món bên tôi đều cố gắng giữ đúng nguyên liệu chuẩn để có được hương vị Việt một cách chuẩn xác nhất. Ví dụ như là miền Bắc thì có nem, miền Trung có gỏi cuốn, miền Bắc có phở, miền Trung có bánh mì. Chính vì thế, khi nhìn vào menu, thực khách có thể hiểu được phần nào văn hóa ẩm thực Việt Nam một cách trọn vẹn nhất. Mắm tôm ở Thanh Hóa, Việt Nam, mắm khoáng Mỹ. Mình làm tất cả, làm dồi, làm chả cốm, làm đậu hũ. Năm nào hai vợ chồng cũng về Việt Nam học món mới. Tôi rất thích ẩm thực Việt Nam. Đây là quán ăn Việt ngon nhất mà tôi có cơ hội từ tại Barcelona. Bữa ăn thật sự rất tuyệt. Chúng tôi sẽ quay lại nhiều lần nữa. Tôi cảm nhận được rõ ràng hương vị riêng biệt của các món ăn. Chúng rất ngon. Món tôi ăn hôm nay phải nói là tuyệt vời. Tôi rất vui khi được thưởng thức ẩm thực Việt Nam tại Tây Ban Nha. Tối hôm nay chúng tôi đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời với đồ ăn Việt Nam. Tôi rất thích món gỏi cuốn chay, rất tươi ngon. Món ăn này thực sự rất ấn tượng đối với tôi. Hương vị của mắm tôm thật đặc biệt, như một sự bùng nổ vị giác vậy. Bạn cảm thấy rất nhiều hương vị khác nhau ở trong đó. Món ăn vừa đẹp vừa ngon miệng. Vừa qua, tại nhà văn hóa Gruena, thành phố Chemnitz, Cộng hòa Liên bang Đức, câu lạc bộ khiêu vũ và ca hát Germany giáng Việt đã tổ chức chương trình gala kết nối đam mê lần thứ nhất. Một số câu lạc bộ bạn cùng đông đảo bà con người Việt yêu mến bộ môn khiêu vũ tại Đức và các nước lân cận đã đến dự. Trong không khí hào hứng và vui nhộn, các câu lạc bộ khiêu vũ của bà con người Việt tại thành phố Chemnitz và các vùng lân cận đã mang đến cho chương trình những điệu nhảy hết sức ấn tượng và độc đáo trên nền nhạc sôi động, với những điệu nhảy kỹ thuật điêu luyện và đầy cảm xúc, thể hiện sự dẻo dai và khéo léo để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Tuy đây là năm đầu tiên câu lạc bộ khiêu vũ giáng Việt tổ chức chương trình,
nhưng đã được các câu lạc bộ bạn đón nhận và tham gia nhiệt tình. Chương trình cũng góp phần thắt chặt tình đoàn kết và gắn bó và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng người Việt nơi xa quê. Những ngày qua, hồ Đầm Đông ở phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội thu hút rất đông người dân và du khách tới chụp ảnh, tham quan bởi có đàn cá koi được nuôi thả tại đây. Được cải tạo về nguồn nước và cảnh quan từ một đầm sen, nơi đây trở thành hồ thả cá koi với tổng khối lượng cá ước tính khoảng 8 tấn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Một hồ nước tự nhiên được thả hàng trăm chú cá koi đầy màu sắc, có cầu tre bắc ngang qua để người dân có thể bước qua, trải nghiệm và tương tác trực tiếp với những chú cá. Và điều đặc biệt là tất cả đều miễn phí. Đó là lý do vì sao bây giờ là 3 giờ chiều, dù trời có nắng, có nóng, thế nhưng mà hàng chục người, cả người lớn và trẻ em đã có mặt ở đây để trải nghiệm một cái điều rất tuyệt vời này. Những ngày này, hồ Đầm Đông, phường Quảng An, quận Tây Hồ nhộn nhịp hơn hẳn nhờ những chú cá koi nhiều màu sắc. Ước tính có khoảng 8 tấn cá koi đã được thả xuống đây, mục đích để tạo cảnh quan, một điểm đến thăm thú và vui chơi dịp hè cho người dân, đặc biệt là các em nhỏ. Bố mẹ đã dẫn con đến, bảo ở đây có đầy cá lắm ạ. Con quan sát được cá này, cá con, nhiều màu ạ. Chúng nó cắn chân con, vẩy nước vào con, cắn tay con ạ. Chị thích cá, hôm qua nghe có cá là chị cho các cháu đi và bị mưa, chị phải quay về. Và chiều nay chị đã phải đi lại để chiêm ngưỡng cá. Nắng mà vẫn cứ phải đi bởi vì tranh thủ mà. Cũng rất là đẹp. Nếu mà đi chiều mát thì thích hơn, giờ này thì hơi nắng. Các bác bán hàng chưa có, thế là chị phải bỏ bim bim của các cháu ra cho cá. Mỗi người có một cách khác nhau để vui đùa với những chú cá. Có thể là cho cá ăn, thả chân xuống hồ nước và tất nhiên là cả lưu lại những bức ảnh. Mình đi qua và vô tình nhìn thấy thôi. Thứ nhất là vui, thứ hai là miễn phí cho các con. Cá nó rất là lành, thân thiện. Chỉ cần 3-40 nghìn đồ ăn thôi, coi như là chơi 1-2 tiếng chuyện bình thường. Mình nghĩ là nếu mà có thêm vài bến như thế này nữa thì rất là đẹp. Tuy nhiên, việc tham quan chụp ảnh tại hồ cùng với những chú cá cũng tiềm ẩn những nguy hiểm khi không cẩn thận có thể bị ngã xuống hồ hay bị mất cắp. Chính vì thế, mọi người cũng cần ý thức hơn khi tới hồ để vui chơi. Việc dễ dàng tiếp cận, dễ dàng tương tác, dễ dàng có thể đến gần những chú cá, đó chính là lý do vì sao mà càng ngày càng nhiều người đến đây và trải nghiệm. Và nhắc đến hoa sen thì tại Hà Nội, mỗi mùa hè đến cũng là lúc sắc sen bung nở, thu hút nhiều người dân thích thú đến chụp ảnh tại các đầm sen. Đó không chỉ là cách để lưu giữ kỷ niệm với loài hoa thanh cao nhiều ý nghĩa này, mà còn là cách để mọi người được thư giãn với hương sen yên bình. Mặc áo bà ba kết hợp cùng một chiếc nón, hay chọn những chiếc áo yếm e ấp nhẹ nhàng, ai cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc cuối của mùa sen. Hoa sen là một loài hoa được tượng trưng cho ở quê, mong muốn được những bộ ảnh đẹp mang về cho bố mẹ xem. Nếu mà nói về hoa sen thì mình chắc cũng đâu đó có khoảng chục bộ ảnh hoa sen rồi. Mỗi lần đi chụp như thế thì mình cảm thấy rất là thư thái và cũng giải tỏa được stress. Còn đối với chị Hà, một bộ ảnh với sen là cách chị và các bạn kỷ niệm dấu mốc tình bạn hơn 20 năm. Hẹn rất là lâu rồi thì hôm nay chúng mình mới có dịp để có thể là đi chụp kỷ niệm với nhau một bộ ảnh. Mình chọn áo dài trắng vì mình nghĩ là màu trắng tinh khôi này nó là thể hiện cho cái sự tình bạn của bọn mình và nó lưu giữ những cái kỷ niệm của bọn mình từ ngày chúng mình còn rất là nhỏ đến bây giờ. Là một loại hoa mang ý nghĩa thanh cao, tinh khiết, hoa sen là nguồn cảm hứng cho những sáng tạo nghệ thuật. Và mỗi mùa hoa như thế này cũng tạo việc làm cho người nông dân và thợ chụp ảnh. Cả một cái khu đầm mà nở đều hết trên cả cái diện như này là rất tuyệt vời. Có rất nhiều cái không gian để cho người chụp ảnh để có sự lựa chọn. Sen này cũng dễ dòng thôi, chú ý phải cần nước sạch để đảm bảo nước ra nước vào sạch sẽ để cho sen nó lên tự nhiên đẹp hơn. Rất là vui khi được phục vụ cho mọi người đến chụp ảnh và được xem hoa của nhà mình. Hôm nay lượng khách đi chụp hoa sen thì khá đông. Mỗi ngày bọn em trung bình chụp khoảng 3 đến 4 túp thì rơi khoảng hơn 10 người. Mỗi mùa sen thường chỉ kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Việc lựa chọn trang phục phù hợp sẽ giúp chị em phụ nữ có một bộ ảnh đáng nhớ và văn minh. Và những hình ảnh rất đẹp về sắc sen tại Hà Nội vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị có thể truy cập vào các nền tảng số của chúng tôi để xem lại chương trình hoặc xem thêm nhiều nội dung khác từ VTV4. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.